Cô bị cơ tim đây dài nhất nên nó sẽ không làm chảy máu. Đúng rồi. Rồi chính xác cho điểm mình luôn đây. Quá trời điểm luôn đó. Mày giỏi quá. Thấy không? Để giữ cho trái tim mình nó bị được nó bị mất máu. Nó làm nhiễu cái thí nghiệm của mình. Đúng không? Tại đó là cái nơi mà cái cơ tim nó dài nhất á. Để đừng có làm tim mình nó bị mất máu đi, nó nhạt màu đi. Tại nãy mình quan sát cái mình khảo sát cái tác động cái màu tim và kích cỡ của tim, đúng không? Màu tim thì được máu nuôi, phải không? Thành ra là để tránh cái sự gây nhiễu cho cái kết quả thí nghiệm của mình. Nó có buồn. Ta sẽ cho một kinh nghiệm của sinh lý. Hãy phần để những khi mà được giữ cái cố định trên cái bút ghi nằm ngang á, rồi giữ cái bút ghi đó bằng một cái đối trọng và áp bút ghi một góc 45 độ vô bảng, đúng không? Tại sao mình không áp 90 độ, tức là thẳng góc luôn, mà phải áp xéo xéo thôi, 45 độ thôi? Tại sao vậy? Em hiểu cho nó không? Cảnh mà sáng tôi theo con nghĩ là để tránh cái sự ma sát giữa cái cây kim và cái miếng ghi, thì nếu mà để 90 độ thì cái sự ma sát cái nó sẽ rất là đúng, thì lúc đó là nó không có phản ánh đúng cái số liệu. Đúng rồi, các bạn khác nghe bạn mình trả lời không? Nói chuyện quá sao nghe được, phải không? Mình không biết thì mình chú ý cho bạn mình trả lời sao để mình biết, mình rút kinh nghiệm để tới bài đi thi mình làm bài được. Mấy bạn không dưới đó nói chuyện nhiều quá, mất tập trung quá. Nãy bạn trả lời sao không nghe được hả? Và không nghe là không biết gì hết hả? Tại mình mất tập trung quá mà. Đó là bạn nói á, là để tránh cái sự ma sát. Bởi vì cái 90 độ thì nó sẽ thẳng góc luôn, thì cái đầu nhọn của bút ghi nó sẽ cạy vô trong cái dòng xoay bằng thang đó, phải không? Nó không có chính xác được. Là mình để một góc 45 độ thôi để tránh cái sự ma sát, thì cái kết quả nó ghi được chính xác hơn, phải không? Mình đã tránh cái sự hao mòn của cái dòng xoay này của mình nữa. Và trong đó có sự phối hợp với adrenaline. Tại sao vậy? Tại sao phải cần phối hợp thêm adrenaline mà không dùng adrenaline không thôi? Là mục đích của mình là gây làm gì mà adrenaline chứ tự nhiên bỏ adrenaline vô chi vậy? Không cho mình được chế. Bạn nào biết? Thank you.
là để mình loại bỏ cái tác động đối giao cảm, phải không? Atropine nó có tác dụng gì? Yeah. Ức chế cái hệ đối giao cảm để cho rõ hơn cái tác động giao cảm của adrenaline của mình được tăng lên, đúng không? Tại vì cái cơ thể tự nhiên á, khi mà có cái sự tăng cái hệ giao cảm lên, tự nhiên cái sự bù trừ nó sẽ cái hệ đối giao cảm lập tức tiết ra, phải không? Để nó bù trừ lại cái phản xạ bị tăng lên đó, thì cái mục đích mà để thêm cái atropine là để loại bỏ cái tác động đối giao cảm, để cái adrenaline nó thể hiện rõ cái vai trò của nó là làm tăng cái giao cảm lên, phải không? Để mình mới gây loạn nhịp được. Có một cái nữa là mình coi biên độ và tần số. Đúng rồi. Trời ơi, mới nhắc gì là gì? Xác lúc gì là cũng không có nghĩ ra. Thấy không? Đó thì nhắc lại các chỉ tiêu quan sát tác động của thuốc lên tim, bao gồm tần số, biên độ nè, với kích cỡ và màu tim nha. Rồi, ví dụ như cho một cái bạn có cô không nói gì. Bây giờ cô không nói.
ông đặt bàn cũng không mốc, ông đặt bàn phương mà ông đặt cũng chết người luôn á. Nãy giờ nhỏ nói quá trời. Ủa sao vậy? Chứ đó quyền ông cô mà. Cũng nói nhỏ rồi với thầy cô. Thầy cô có dặn ai hết á, nhưng thấy là bây giờ thầy cô kia. Nhỏ trả lời ba. Đó, từ giờ thì trả lời của cái bàn. Cô không chịu nói cho cô biết. Chứ hết mình xem thời gian những cái là đó thì nhìn kỹ cho mấy bạn làm luôn đi. Giỏi quá. Xứng đáng được thưởng điểm không? Alo, trước hết là cái thời gian thì là 8:60 chia cho 2
20 là bằng 3 giây. Sau đó con thấy S chia D thì sẽ bằng 3 chia cho 6 bằng 1 phần 2. Và xong mình nhân lên là lấy 3 nhân cho nếu mà tính theo thời gian tâm thu thì là 3 nhân cho 3 nhân cho 2 cho 1 phần 3 thì ra 1 giây. Còn cái kia thì 3 nhân cho 2 phần 3 thì ra 2 giây. Thì ra thời gian tâm thu là 1 giây, là thời gian tâm trương là 2 giây. Mấy anh hiểu không? Giữa tay lại rồi, giữa tay nó hiểu. Giữa tay lại hiểu. Thank you.